Chào các bạn, hiện tại kênh mình đang bị mất đề xuất dẫn tới một số bạn không nhận được thông báo từ channel của mình. Để nhận được thông báo, các bạn vui lòng bấm vào nút đăng ký, kích vào chuông, bấm nhận tất cả thông báo để nhận tất cả thông báo từ channel của mình nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là FK Gaming đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft thử nghiệm. Và ngày hôm nay chúng ta lại thử nghiệm thêm 8 món đồ cực kỳ điên khùng mà chưa từng xuất hiện trong Minecraft. Thì trước cái bắt đầu video này, nếu như bạn nào thích mình là tiếp tục những cái video thế này nữa thì đừng quên giúp mình đạt 777 like cũng như là 37 lượt chia sẻ nha. Và đừng quên ủng hộ channel Minh MC cũng như là MK Gaming FF của mình nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi nào. Let's go. Bây giờ chúng ta sẽ đến với món đồ đầu tiên nè các bạn. Món gì đây ta? Từ từ mình phải ráp đúng cái công thức mà người ta cho nha các bạn. Đây, công thức như thế này. Đây, bỏ vô đây, bỏ một quả TNT, bỏ một cái bánh. Rồi cho bỏ cái này nữa. Cái gì đây ta? Ui, cookie platter hả? Ê. Ui. Wow. Ui. Bắn gì ra nhiều bánh cookie vậy? Ơ kìa. Ui, từ từ. Mình phải đi coi. Ôi các bạn coi này. Wow, xịn vãi nồi, súng bánh các bạn à. Từ từ để mình coi thử. Kiếm một con quái nào. Không có một con heo bò cù gà nào hết à. Đây rồi. Đây rồi. Ok. Không bắn. Mình biết rồi. Do nó ra con ấy hả? Mình biết rồi, lý do là không được là tại vì mình để chế độ bình yên các bạn ơi. Mình để chế độ bình yên. Đấy. Mày bắn ra. Ơi. Ôi trời, mình bay lên luôn, mình bắn cho nó phê các bạn. Đây. Này. Bắn. Ui. Ui, đẻ các bạn. Ui bắn. Bắn liên tục luôn. Đá vãi nồi. Ui. Cái súng nó đá vãi các bạn. Ok. Thôi được rồi. Mình test như thế này là ok các bạn. Ui, nhìn xịn không các bạn coi này. Ui dồi ôi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với món đồ tiếp theo nè bạn. Để xem món đồ tiếp theo là cái gì nha. Bỏ bớt hết mấy cái này vô lại đi. Đấy. Bỏ vô. Và gì đây? Kìa. Một cái xô nước. Một cái cây. Gì đây? Đừng nói bắt tôi làm ruộng nha. Từ từ để mình thử bỏ đây coi. Cái gì đây? Từ từ phải test thử, mình phải test thử. Đây rồi. Wow! Các bạn coi này. Ôi, cái lúa này. Vãi nồi, cái lúa này nó có một cái lúa này. Trời. Có kìa. Ôi giời ơi. Thử coi. Wow. Trời ơi. Vãi nồi, cái là cái này là mình sẽ kết hợp 9 cái hạt giống lại với nhau các bạn. Rồi xong rồi, đó xong rồi mình sẽ quầy, mình thu hoạch ở bên dưới nè các bạn. Thu hoạch một cái là rớt ra một đống luôn, y chang như lúa. Quầy, cái này tiết kiệm thời gian thật sự luôn các bạn. Ngoan. Quầy, thấy biểu bạn trồng cái này đúng không? Các bạn trồng vô đây. Xong rồi đó, cứ để mình coi test thử độ cao nó lên được bao nhiêu. Coi thử nó lên được bao nhiêu nha các bạn. Thử rồi. Cứ bơm vô rồi thử lên được bao nhiêu. Từ từ để coi bơm tới bao giờ thì nó maximum. Để mình test thử coi. Wow, nó lên quá trời luôn bạn. Wow, xịn thật sự. Lên nữa không? Còn lên nữa không? Hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vẫn lên kìa. Hình như vẫn lên. Hình như là vẫn lên các bạn. Từ nha, để mình phải đo. Mình phải đo thử mình mới biết được. Đây, thì bây giờ nó đang ở đây đúng không? Đấy, mình đo thử tại vì mình nhìn nó hơi loạn mắt. Đúng rồi bạn, nó vẫn lên các bạn ơi. Rồi bây giờ thử nha, thu hoạch bác. Trời ơi, ngon lành. Quay, món thứ hai khá xịn các bạn. Tiết kiệm thời gian để chúng ta trở thành người nông dân nhanh nhẹn nhất. Đó, bây giờ mình sẽ đến với món thứ ba nha. Đây, bỏ hết mấy cái đồ này vô lại đi. Trời ơi. Đúng là mấy món là tào lao thiệt mấy bạn. Ôi, cái gì đây? Ok. Cái gì vậy? Ok. Cái gì vậy? Uầy. Vãi nồi. Mũ cá các bạn ơi.
Mũ cá này có tác dụng gì vậy? Lặn dưới nước được không? Ôi, chỗ này thấp quá không lặn được. Lặn dưới nước được không ta? Từ nha, cái chỗ này sâu sâu không? Đây 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 đây, lặn dưới nước rồi. Uầy, có được thở dưới nước luôn nè các bạn. Wow, nhưng mà cái mũ cá này thì nó có tác dụng gì ta? Ây da, mình cũng không biết luôn, cũng có tác dụng gì đâu ta. Hay là mình thử triệu hồn con zombie coi. Simon Minecraft, để coi thử nó đánh mình thì có tác dụng gì không các bạn. Ây, tờ game mất không, game mất không. Này ngu thiệt chứ. Tự nhiên nó đi ra khỏi. Ây, ây da, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui, mỗi lần, ok, mỗi lần nó đánh mình cái là cá văng ra các bạn. Ui, ui, lắc. Quýnh cá đây, quýnh cá. Quýnh tao nè. Trời ơi, quýnh là cá văng ra. Ở sao tự biến mất luôn chứ. Ui, xịn. Ơ, cá văng ra dưới nước bơi được luôn này. Ui, cá văng ra dưới nước bơi được luôn các bạn. Ơ, mà sao nó biến mất. Ui, ui, con chuột chết. Thôi. Ôi, mấy cái đồ này hiện đại quá các bạn ơi. Mũ cá này hiện đại vãi nồi, đúng là không nên xuất hiện trong Minecraft mà. Thôi, chúng ta tới với cái món tiếp theo thôi các bạn ơi. Ui, vãi nồi thật sự. Mới cái món thứ ba thôi, vãi nồi quá. Bỏ vô. Rồi, món này là cái gì đây? Simut. Hình như là cái này nó giống nhau thì phải. Đâu rồi, mình thử coi. Bỏ vô. Quậy gì vậy? Vãi nồi. Ok. Wow. Tủ lạnh hả? Không phải, ủa này phải tủ lạnh không? Ok. Còn cái này là cái gì? Nó cho mình đồ ăn rồi nó làm cái gì? Từ để mình coi. Bỏ vô đây được không? Đóng lại. Ném ra thử coi. Wow. Ê, hình như là mỗi tủ bỏ được có một món các bạn. Bỏ mắt nhện vô được không? Bỏ mắt nhện vô được luôn, bỏ táo vô được không? Wow, xịn vậy. Uầy. Chết rồi. Bị kẹt rồi. Wow, ở sâu nhìn xịn sợ bò các bạn. Nhưng mà bây giờ nó bị kẹt rồi, giờ sao? Đóng tủ lại được không? Gì vậy? Uầy, đang nấu à? Uầy, đang làm gì chổng vậy? Ok. Quay, rồi, để mình đợi thử coi. Thử coi đang làm cái gì ở trong này các bạn ơi. Quay. Căng thẳng thật sự luôn. Xong rồi hả? Quay cái này xong rồi làm sao lấy? Ui, leftover. Leftover lấy gì ta? Từ, mình game mất không, mình ăn thử coi. Đâu có gì đâu. Quay, hồi máu. Wow, ngon. Từ đóng cái tủ lại cái. Lấy sao? Ê! Cái gì đây? Ok. Cái gì đây? Ê, đừng nói cái này nó nổ nha. Gì đây? Vãi nồi nó nổ bạn ơi. Ok kìa. Tủ nó nổ hả? Phải không ta? Phải tủ nổ không ta? Hình như không phải các bạn, hình như không phải cái tủ nổ đâu. Nói chung là cái tủ này để nấu đồ à. Thôi. Mình dẹp cái này đi. Quay đồ mới. Quay cái gì đây? Ok, cái gì vậy? Công thức chế tạo gì đây? Gì đây? Cái này cũng là cái cửa mà. Ok, sáng tạo chứ. Lộn, cái này cũng là cái cửa mà. Có gì đâu. Ui, vãi nồi. Ui, trời. Thấy cái cửa bình thường người ta mở vậy các bạn, cái này mở vậy. Wow, nhưng mà nó phá được hết mấy cái block luôn. Thử. Mà đế vậy coi. Quay. Từ, ví dụ như mình làm cái cửa vậy đúng không? Rồi, từ bật mở lên đi vô được không? Quay. Bỏ gỗ vô thử coi nó phá được không? Ui, cửa xịn thế, bỏ hai block phá được không? Wow, hai block phá hai block luôn. Rồi bỏ vàng vô phá được không? Thử chứ bạn đúng không? Trời, vàng cũng phá được luôn các bạn ơi. Bây giờ mình thử
quặng kim cương thì sao? Quặng kim cương là nó ra quặng hay là nó ra kim cương? Quầy ra kim cương luôn này. Xịn. Ví dụ thì bedrock rồi. Bedrock. Đá nền đó. Quầy. Phá được cả đá nền luôn các bạn ơi. Phải nồi. Quầy cửa bá đạo mày. Ui dồi ôi, đại gì mà nó mở bá đạo thì chứ đập thì cho đập xuống luôn các bạn ơi. Đó, tay thiệt sự, đúng là mấy cái thứ không nên xuất hiện mà các bạn, lừa thật sự. Ok, rồi để mình phá cái cửa đi. Rồi, chúng ta sẽ bỏ cái món này vô đây. Rồi, quá lừa các bạn à. Giờ làm sao lấy đồ lại ta. Hay quá, à đánh dưới chân, đánh cái bà lóc dưới chân, lấy lại. Ồ quá, cửa nữa kêu gì, tủ kêu gì, ồn ào quá. Lấy lại đi. Cho vô lại đây em. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái gì? Ở gì đây? Cái mũ kết hợp với lại cái gì đây? Ở kìa. Bít ác. Cái mũ bít ác à? Thử coi. Chắc phải game không mới sử dụng được. Rồi, dùng rồi. Vãi nồi, cái mũ bít ác này làm cái gì vậy? Vãi nồi vậy. Mũ bít ác này làm cái gì trời? Mũ bít ác là làm gì? Gõ hả? Gõ hả? Vãi nồi các bạn. Gõ được thiệt nè. Ok. Thiệt mà. Cái này mình không lấy tay luôn này. Đây này. Từ. Để mình tắt cái tính năng nhảy lên cái. Đây. Mình test cho các bạn xem này. Thiệt luôn này. Đây. Đây này. Ui, hai block lần luôn các bạn. Quầy xịn đấy. Ui, nhưng mà chỉ có đi thẳng thôi, không có đào xuống được hả? Ui, vãi nồi thật sự luôn. Thua. Thôi, cái trường hợp này mình chưa gặp bao giờ các bạn. Cái mũ kết hợp với lại cây cuốc các bạn ơi. Cuốc vãi nồi, cuốc được này không? Nó không phân biệt đồ luôn bạn, nó cuốc luôn cả gỗ luôn này. Ok, thử cuốc bít ắc nữa. Quên, thử cuốc bedrock nữa. Biết đâu được cho cuốc sao. Đúng không? Đây, để mình thử rồi. Wow. Mình đoán đúng luôn nè các bạn. Nó cuốc luôn cả bedrock luôn. Thôi, bá đạo thật sự. Thôi. Tôi phải bỏ cái này vô thôi chứ nó bá đạo quá. Cái này lại gì ở đây? Thôi. Tới món tiếp theo các bạn ơi. Bá đạo thật sự luôn. Rồi, cái này bỏ vô đây. Cái này bỏ ở đây và cái này bỏ ở đây. Cái gì đây? Teleport quên. Trời, nhiều đồ ấy. Ôi, cái này nó... Ôi, nhiều đồ quá các bạn. Cái này làm cái gì đây? Ôi, cái gãy nhìn xịn mấy. Ôi kìa, chớp mắt nữa kìa. Ôi, chớp mắt nữa. Ôi, chớp mắt luôn. Quay. Cái gãy này teleport các bạn ơi, coi như mình bấm chuột phải là nó dịch chuyển mình đi tới được một đoạn nha các bạn, giống như bạn quăng mắt Ender vậy. Wow, có cái gãy này. Quay mà không có bị gây đam nha. Như các bạn dùng mắt Ngọc Ender chứ quên lộn, Ngọc Ender các bạn bị gây đam. Còn cái này không có bị gây đam luôn. Dịch chuyển không có độ bờ luôn. Dịch chuyển thoải mái luôn. Quay xịn vãi nồi. Ok. Ui, xịn không các bạn? Trời ơi, đá vãi nồi. Ui, có cây này thì di chuyển ở trong Minecraft. Từ, mình coi dịch chuyển được sao. Ui, đây. Trời ơi, dịch chuyển xe vãi nồi các bạn. Đây, mình thấy này đúng không? Này, dịch chuyển qua luôn. Trời ơi, dịch chuyển xe. Ui, chỉ việc bấm nút thôi các bạn. Đây nè, dịch chuyển xe vãi nồi luôn ấy. Đùa. Xe vãi nồi, đây tới lại cây ơi. Rớt, mất máu. Uầy, bá đạo thiệt bạn. Có cái cây gậy này thì thôi, dịch chuyển tới đâu cũng được. Bạn muốn dịch chuyển ở đâu các bạn dịch chuyển rồi. Đây, bây giờ mình sẽ thử test bằng cách là mình sẽ mở cái tầm nhìn mình. Cây xe thiệt là xe coi. Xong rồi mình nhắm chỗ này gần thế. Đây gần quá. Đây, mình nhắm tới vị trí này mình bấm rồi. Bấm nè. Wow. Này mình tới vị trí này mình bấm nè, mình nhắm rồi. Từ, xe nó hơi lắc léo chút các bạn ơi. Vô. Trời ơi. Bá đạo cho từng hạt gạo thì chứ. Rồi, tới món cuối cùng rồi các bạn. Món cuối cùng của ngày hôm nay, để mình xem thử món cuối cùng của ngày hôm nay là cái gì nha các bạn. Từ, cất cái thụ cái gậy nhìn bá đạo đi. Đúng bá đạo luôn. Cất này vô đi. Quầy gỗ và kết hợp một cái
Ngôi sao địa ngục à? Đâu, té tự rồi. Gì đây? Gì đây? Bay in a box là cái gì? À bay rồi. Ở kìa. Gì đây? Gì đây? Ui. Gì đây? Ui cái gì đây ta? Ôi, nó tạo thành cái hộp gì vậy? Mình vô được không? Mình bấm chuột phải lên đây, mình bấm cái gì vô được không? Không được à. Rồi sao nữa? Cái này sử dụng sao? Ơ kìa, sử dụng như thế nào đây? Hay là mình phải đợi ta? Mình biết rồi bạn. Tức là chúng ta sẽ cần phải có một cái nút. Đây, chúng ta sẽ cần phải có một cái nút ở trên cái hộp này. Đây, mình để ở đây và bấm bùm. Why? Từ từ nữa, mình ra mình coi coi. Wow, không biết ở đâu luôn á. Không biết đây là ở đâu, chắc ở đâu thì không biết nha. Rồi, rồi sao nữa? Rồi giờ làm sao để ra ngoài? Bấm lại được không? Ok, sao bấm nó kẹt cái nút luôn vậy? Ui, coi như là trong đây là một cái nhà luôn các bạn, một cái căn cứ luôn các bạn ơi. Nhưng mà làm sao để ra mới quay có nguyên bộ giáp Netherite luôn, có đầy đủ tất cả các loại đồ mà các bạn cần thiết luôn, xịn thật sự luôn. Ui, nước đồ đây có ruộng luôn nè, và có hai cái giường. Ơ kìa, có mình tôi mà cho hai cái giường, ai ở ai nằm, giường cái rồi sao? Ai nồi thật sự đó. Đập cái cục này nha các bạn là các bạn sẽ được trở về nha. Ui, xịn tê. Nhưng mà bây giờ mình test thử coi, bây giờ mình vô xong rồi mình ra ngoài coi, mình dịch chuyển ra ngoài mình coi thử rồi nó có hiện ở bên ngoài không nha. Đây rồi, game most space. Wow, nó tự xây một cái căn cứ luôn các bạn ơi. Wow, xịn thật sự. Và chúng ta sẽ đặt cái chỗ này để quay về. Ok, phải là game mode sáng tạo mới được. Đó, như vậy là nó tự động xóa luôn các bạn. Xịn không? Quá xịn luôn. Thì không biết là các bạn thấy ngày hôm nay cái series 8 thứ khùng điên nhất Minecraft thì các bạn thấy như thế nào, thì đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một cái đăng ký. Và đừng quên kích vào cái chuông nữa nha, nhận tất cả thông báo từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye bye. Nhớ đăng ký kênh Minh MC cũng như là MK Gaming FF để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp nha. Bye bye.